Em nghĩ Thiên Lãng đã sớm quên mất chuyện em có bầu rồi. Đến lúc sinh bụng của em không có to ra, anh ấy cũng không thấy sao đâu. Trong lòng anh ấy chỉ có một thanh niên kia thôi. Em không lo ba sẽ hỏi đến sao? Vậy em phải làm thế nào? Nhét cái cối vào trong bụng của em sao? Nhét một cái cối vào trong bụng thì sẽ không bị người khác nhìn thấy sao? Ý của chị là muốn em thật sự mang thai mới được. Thật sự mang thai. Chị Tuyết Tinh nói ra cũng không sợ chị chê cười. Từ khi kết hôn đến bây giờ, Đoàn Thiên Lãng căn bản đến đụng cũng không đụng vào em. Em nghĩ cả đời này cũng sẽ không mang thai được. Thiên Lãng, Thiên Lãng, xin em, bất luận nghe thấy chuyện gì cũng không được kích động. Nghĩ đến ba, đừng để ông ấy thêm lo lắng nữa. Chị sớm đã biết rồi phải không? Chị đã biết rồi và còn giúp cô ta gạt em. Nếu như không phải vì lời nói dối vô duyên vô cớ này, em và Thanh Linh sớm đã ở bên nhau rồi, cũng sẽ không xảy ra tất cả những chuyện này. Xin lỗi em Thiên Lãng, dù là lỗi của chị. Chị xin lỗi em. Nhưng mà đừng tức giận, chú ý sức khỏe. Sức khỏe quan trọng nhất. Sang Sang, ngày mai chúng ta liền ly hôn. Thiên Lãng, Sang Sang, Sang Sang, Tuyết Tinh, Thiên Lãng đã biết rồi. Em đừng nhúng tay vào nữa. Em để cho bọn họ tự giải quyết đi. Gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Em không muốn lại xảy ra thêm chuyện gì nữa. Vấn đề công việc và sự nghiệp đã khiến em đủ mệt mỏi rồi. Tuyết Tinh, em cần phải nghỉ ngơi. Dù không lo nổi, em đừng lo nữa. Nếu em thật sự lo lắng, đang đi tìm Thiên Lãng và Sang Sang nói thử. Em nghỉ ngơi sớm đi. Bây giờ Thiên Lãng không còn tâm trí nữa. Việc của tập đoàn còn phải dựa cả vào em. Được rồi, đem đi xem thử. Ngoài trời lạnh, chú ý sức khỏe đó. Không ngờ rằng cuối cùng gửi bên cạnh Cúc Sang Sang tôi lại là người mà bình thường tôi coi thường nhất. Xem ra mắt nhìn người của tôi thật sự là có vấn đề rồi. Tôi nói rồi, hoàn cảnh của chúng ta ở nhà họ Đoàn cần giống nhau. Nếu như cô chịu tin tôi, có thể nói chuyện với tôi một chút không? Bây giờ căn bản không đến lượt tôi nữa rồi. Trong mắt Đoàn Thiên Lãng, tôi chính là tội nhân phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Đây là gì vậy? Đây là bút tích của Thanh Linh. Nhìn ra rồi, đây là thư tình mà Thanh Linh viết cho Đoàn Thiên Lãng. Sao lại trong tay của anh chứ? Tôi cũng vô tình phát hiện thôi. Hôm đó tôi nhìn thấy Đoàn Thiên Lãng và Thanh Linh một trước một sau đi ra khỏi thư phòng, tôi liền sinh nghi. Tôi đoán Thanh Linh thực ra đã sớm khôi phục trí nhớ. Không phải cô cũng nghi ngờ như vậy sao? Bắt đầu từ lúc đó, hai người bọn họ liền âm thầm cấu kết với nhau. Sao lại như vậy chứ? Thanh Linh muốn trả thù chúng ta, vì vậy mới giả vờ mất trí nhớ. Thiên Lãng yêu cô ta, vì vậy liền cùng cô ta đóng kịch. Không sai, nhất định là như vậy. Xem ra đúng là tôi đã không đoán nhầm. Cô không cần phải cảm thấy ấm ức. Người nên hổ thẹn chính là đôi cổ nam nữ kia mới đúng.
Hai người đang ở đâu? Thanh Linh, anh sẽ không từ bỏ. Bất luận em ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Ba, sao muộn vậy rồi mà con vẫn còn về nhà? Cãi nhau với Thiên Lãng rồi sao? Sao con lại khóc thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Ba, bà phải làm chủ cho con. Đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Thiên Lãng đã biết con giả vờ mang thai rồi, còn nói muốn ly hôn với con. Nhưng mà anh ấy đã sớm lén lút ở bên cạnh Thanh Linh, sau lưng con rồi. Một Thanh Linh? Không phải cô ta đã mất trí nhớ rồi sao? Đã ở bên chồng của Tiết Tinh rồi sao? Không có, cô ta giả vờ đó. Thật ra cô ta đã khôi phục trí nhớ từ lâu rồi, nhưng mà cứ giấu mọi người. Cô ta lừa tất cả mọi người trong nhà. Ba, ba xem, đây chính là chứng cứ ngoại tình của cô ta và Thiên Lãng. Đây là gì vậy? Thư tình mà một Thanh Linh viết cho Thiên Lãng. Cái này con lấy ở đâu ra vậy? Đinh Hải đưa cho con. Đinh Hải, chồng của Tuyết Tinh. Đúng vậy. Ba, bây giờ đã có chứng cứ của bọn họ rồi. Ba phải giúp con. Không thể bị hai người bọn họ đùa giỡn như vậy được. Nó dám sao? Nếu ai dám ức hiếp con gái của Quốc Thế Bình ta, ta bắt nó phải trả giá. Đinh Hải, sao cậu ta lại làm như vậy? Lẽ nào hắn muốn ta tìm cách giúp Sang Sang? Hay là nói ta bày binh bố trận lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tìm thấy con dao tốt rồi. Đinh Hải đến đúng lúc lắm. Ba, ba đang nói gì vậy? Con yêu, con yên tâm đi, con hãy đợi mà xem. Ba, Thiên Lãng gọi điện cho con phải làm thế nào đây? Cứ mặc kệ nó, tạm thời không cần để ý đến nó. Ba, Thiên Lãng gửi tin nhắn cho con, nói ngày mai đến cục dân chính ly hôn với anh ta. Con yêu, mấy ngày này con đừng đi đâu cả, cứ ở lại trong nhà. Cũng đừng về nhà họ Đoàn, càng không được gặp bất kỳ người nào nhà họ Đoàn. Đoàn Thiên Lãng, ta bắt cậu phải trả giá. Thế nào, đã mang đồ đến chưa? Chỉ hai bình thôi sao? Hai bình này tôi cũng chẳng dễ dàng gì mới lấy được đấy. Cậu cần loại chất kích thích thần kinh này làm gì vậy? Đây không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Gần đây mệt mỏi quá, phải thức đêm làm việc. Mỗi khi phấn khích thì không thể nào ngủ được. Phấn khích có thể uống vài viên Orisanol mà, nhưng mà loại thuốc đó cũng không thể dùng nhiều. Bây giờ áp lực của tôi quá lớn, dẫn đến thần kinh bị tổn thương. Bây giờ cho dù tôi uống bao nhiêu cà phê cũng không có tác dụng nữa rồi. Vẫn may còn người bạn Lộ Tử Quảng cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm lớn như vậy, một ngày phải xử lý trăm công nghìn việc, ban ngày bận rộn xử lý công việc, buổi tối về nhà lại phải xử lý việc riêng, đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Mau cầm tiền đi. Cảm ơn nhé. Tôi đi đây. Được. Đang làm việc sao? Về rồi hả? Lê là mà. Có mệt không? Lê à? Mệt. Cái gì ở trên bàn đó? Cái này sao? Cái này hôm nay lúc anh đi qua hiệu thuốc đã mua một số thuốc bổ. Bởi vì anh không hiểu những thứ này, vì bệnh nhân viên trong tiệm đã giới thiệu cho anh liền mua hết luôn.
thuốc bổ. Nhân viên đã nói những thứ này rất tốt cho da của phụ nữ. Hai hôm trước chẳng phải em nói thức đêm khiến da không tốt sao? Vì vậy anh liền nghĩ mua hết cho em. Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh mới hiểu được một việc. Trên thế giới này, sức khỏe là quan trọng nhất. Vì vậy, vì sức khỏe của chúng ta, chúng ta cùng nhau uống, cùng nhau bảo vệ sức khỏe. Nào, cơ thể khỏe mạnh là quan trọng nhất. Vì sức khỏe, anh uống nhiều nước chút. Còn vì vẻ đẹp vĩnh cửu của vợ anh nữa. Uống từ từ thôi. Cảm ơn ông xã. Vậy được, ông xã, em đi tắm trước đi. Anh làm việc đi. Xin chào, làm việc một chút. Xin hỏi ông có từng gặp cô gái trong ảnh hay không? Chưa gặp. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Chú ơi, làm phiền chú một chút. Chú xem giúp cháu đã từng gặp cô gái trong hình này chưa? Chưa gặp bao giờ. Chú nhìn kỹ lại giúp cháu một chút. Được. Đúng là chưa từng gặp. Cảm ơn. Nhưng mà hình như chị bên cạnh đã từng gặp rồi. Chú nói đến người này sao? Đúng vậy. Ở đâu vậy, gặp khi nào? Chính là hôm đó, cái hôm mà cô gái đó bị rơi xuống nước. Vậy cô gái đó cuối cùng có được cứu không? Tôi không biết. Cảm ơn chú. Không có gì. Tô Nam. Tô Nam có ở nhà không? Có. Cô là Tô Nam sao? Tôi là con gái cô bảy. Cái này được gửi về từ Pháp. Bưu kiện quốc tế. Bưu kiện quốc tế sao? Cô ký nhận đi. Đúng. Cảm ơn nhé. Không có gì. Tạm biệt. Tạm biệt. Thư gì vậy? Mẹ, ai gửi đến đó? Là trường nước Hoa ở Pháp gì đó gửi tới. Thật tốt quá. Cuối cùng cũng đến rồi. Mẹ biết chuyện này sao? Đương nhiên là mẹ biết rồi. Đây là trường Givadaro ở Pháp. Mời con đến phỏng vấn trao đổi đó. Con có thể được đào tạo bằng các kỹ thuật chuyên nghiệp rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Mẹ đã mang tài liệu của con gửi cho bọn họ. Bọn họ nói là con chính là chuyên tài chiết xuất nước Hoa. Thật tốt quá. Bọn họ đánh giá con như vậy sao? Đương nhiên rồi. Con có thể đi học nửa năm. Thanh Linh à, lần này con có thể thay da đổi thịt rồi. Nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Học nửa năm. Thế nào? Con không muốn đi sao? Không phải. Con rất muốn đi. Dù sao bây giờ cũng không có gì đáng để con lưu luyến nữa rồi. Chúng ta cùng đi Pháp, bắt đầu lại cuộc sống của mình. Đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Tốt quá rồi. Thật tốt quá. Thật vậy sao? Đúng là Tô Nam đã thuê phòng ở đây sao? Khi nào vậy? Đúng là Tô Nam. Cô ấy đến vào ngày 13 tháng 9. Đã thuê tiểu khu Hoa Nam, phòng 508, tòa nhà số 15. Để tôi xem. Ngày 13 tháng 9. 14 tháng 9, Thanh Linh gặp chuyện. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Ba, có tin tức của chị Tô Nam rồi. Ngày 13 tháng 9, chị ấy đã thuê phòng ở khu gần nhà của chúng ta. Bây giờ con sẽ qua đó tìm bọn họ. Được, con gửi địa chỉ cho ba. Ba sẽ đến đón bà ấy. Ba ở nhà đợi đi. Sau khi con tìm được bọn họ, sẽ đưa họ về. Được. Anh Đoàn, anh đến rồi, xin chào. Thế nào rồi? Bà ấy đã nộp tiền thuê nhà nửa tháng, ở đủ một ngày, liệu vội vã chuyển đi rồi? Bà ấy đi đâu rồi? Sao tôi biết được? Vậy, cô có gặp cô gái này không? Không có. Cô chắc chứ? Chắc chắn, rất chắc chắn.
Cảm ơn. Đợi một chút, tôi nhớ ra rồi. Trước khi bà ấy đi, tôi có hỏi bà ấy một câu. Bà ấy nói bà ấy phải đến Hoàng Đường. Hoàng Đường? Hoàng Đường là chỗ nào? Chính là một làng chài ở bờ biển. Anh có thể đến đó tìm thử xem. Cảm ơn. Không có gì. Hoàng Đường. Hoàng Đường. Có ai không? Dì Tô Nam, Thanh Linh, hai người có ở nhà không? Cậu tìm ai vậy? Cháu. Chú giúp xem một chút. Hai người này có phải đang ở nhà chú không? Đúng vậy, đúng là ở đây. Vậy bọn họ đâu rồi? Đến bến tàu Cửu Ngư tìm em trai của tôi rồi. Đến bến tàu Cửu Ngư tìm em trai chú. Như Khôi, cậu đến đó cứ hỏi thăm là biết. Cảm ơn, cảm ơn. Không cần khách sáo. Chú ơi, Lão Dư. Mời lên đây. Mời lên đây, mời lên đây. Là hai mẹ con cô sao? Chúng tôi phải đi rồi. Hôm nay đến đây để tạm biệt với chú. Đang yên, đang lành, sao nói đi liền đi vậy? Tôi phải đưa con gái sang Pháp học. Chúng tôi cùng nhau đi. Chú Dư, cảm ơn chú thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ con cháu. Đại ân đại đức của chú, chúng cháu sẽ ghi nhớ trong lòng. Cháu nhất định sẽ báo đáp. Đừng có sáng như vậy, đều là việc tôi nên làm mà. Lão Dư, đây là một chút tâm ý của mẹ con tôi. Anh nhất định phải nhận lấy cái này. Cái này không thể nhận được, anh nhất định phải nhận lấy. Tôi làm chuyện này cũng không phải là vì muốn nhận được thứ này, tôi biết. Nhưng mà những ngày này may nhờ có anh. Không có anh thì sao không có mẹ con tôi ngày hôm nay. Tôi thật sự vô cùng cảm kích. Chỉ là một chút tâm ý, mau nhận lấy đi, cứ nhận đi. Đúng vậy, con bé cũng đã nói vậy rồi. Anh nhận lấy đi. Vậy chúng tôi đi đây, tạm biệt nhé. Sau này sẽ đến thăm anh sao? Chú Dư tạm biệt, bảo trọng nhé. Giữ gìn sức khỏe. Xin hỏi, chú có phải là chú Dư Khôi không? Cậu là... Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Xin chào, cháu muốn hỏi thăm một chút. Hôm nay có một người tên Tô Nam đến tìm chú không? Bọn họ vừa mới đi rồi. Vừa đi, vậy chú có biết bọn họ đi đâu rồi không? Đó là Thanh Linh đi học đại học. Đi đến sân bay rồi. Vừa mới đi xong, cậu không gặp bọn họ sao? Cảm ơn chú. Bây giờ con nghĩ đến nhà họ Đoàn liền thấy vô cùng hối hận. Thanh Linh, thù hận sẽ chỉ khiến con càng đau khổ hơn. Đừng tự dày vò bản thân như vậy. Những ngày tháng sau này, mẹ sẽ ở bên cạnh của con. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Thiên Lãng, không có chuyện nghiêm trọng chứ? Gần đây Thiên Lãng có chuyện gì sao? Sức lực và tinh thần đều đã quá mức chịu đựng rồi. Phó chủ tịch Đoàn, đừng để bọn trẻ vất vả như vậy. Tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Sức khỏe quan trọng. Vậy làm phiền cậu rồi. Đinh Hải, tiễn bác sĩ Tiết đi. Được, tôi tin. Tôi nhìn sắc khí của cháu cũng không tốt lắm. Gần đây cháu phải chú ý nghỉ ngơi hơn đó. Cảm ơn bác sĩ Tiết. Nó không sao. Cảm ơn chú. Ba, con không sao cả, ba không cần lo cho con. Tổng công ty bên Mỹ muốn người phụ trách bên phía của chúng ta qua đó họp. Ý của bác con là để Thiên Lãng đi. Con xem dáng vẻ của nó, nhất định là không ổn. Ba, hay là để con đi thay Thiên Lãng? Không được.
Công việc của tập đoàn trong nước đều do con quản lý, nhất định con không đi được. Vẫn là để ba đích thân đi một chuyến. Nhưng mà sức khỏe của ba cũng không tốt. Tuyết Tinh, ba mang tập đoàn và Thiên Lãng, tất cả đều nhờ vào con. Con phải chăm lo tốt cho chúng, không được có bất kỳ sơ sót nào. Ba, ba yên tâm đi. Alo, Tuyết Tinh. Alo, Đinh Hải. Em thấy hơi khó chịu. Ở đây vẫn còn rất nhiều tài liệu, anh qua đây giúp em xử lý một chút đi. Được, anh qua liền. Anh mang cream brulee mà em thích nhất đấy. Không ăn đâu. Không ăn cũng được. Nào. Đây. Okay. Của em đây. Em xem em, khuôn mặt gầy hốc hác hết rồi. Tỉnh rồi sao? Được. Vậy chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Đi. Đi làm thôi. Nào. Những thứ này là tài liệu của khách sạn, còn có cái này. Tập này là báo cáo đã chỉnh sửa của phòng bộ phận buồng phòng. Anh đã thay đổi thành từng bộ phận thay nhau thực hiện. Cái này là khu vực spa và bể bơi đã làm điều chỉnh. Tiếp theo còn có, đây là đề nghị tạm ứng tiền bổ sung của trung tâm thương mại sinh thái sau khi đã sửa chữa. Em vào nhà vệ sinh một chút. Những tài liệu khác để lát nữa em xem tiếp. Anh cũng mau trở về làm việc đi. Những thứ này sau khi ký xong, anh sẽ giúp em giao cho thư ký Ngô. Được. Biên bản đồng ý cùng sử dụng cổ phần và biên bản nhượng quyền cổ phiếu. Đoàn Tuyết Tinh, cuối cùng cô đã ký rồi. Cuối cùng cô đã nhượng cổ phần cho tôi rồi. Bình tĩnh một chút. Đinh Hải, đây mới chỉ là bắt đầu. Đến rồi sao? Thứ mà chú cần
Tôi đã đem đến rồi. Trần Xuân Hoa là luật sư tin dùng của Đoàn Chính Hoa. Có được ông ta, chiến thắng của mình sẽ càng lớn hơn. Chỗ này xem ra vừa mới được sửa chữa lại. Chắc chú đã tốn rất nhiều tiền phải không? Cậu tìm tôi có chuyện gì? Cậu cứ nói thẳng đi. Thật sự không có chuyện gì cả. Chỉ là trong ngày Tuyết Tình nói chú là bạn tốt nhất của bà vợ cháu, nên muốn tạo quan hệ tốt với chú Trần. Chỉ cần cậu là người nhà của Đoàn Chính Hoa thì quan hệ của tôi với cậu sẽ không hề tệ. Vậy sao? Không thể để cháu đặc biệt hơn bọn họ một chút sao? Đình Hải à, tôi thấy ý đồ của cậu không đơn thuần. Nếu cậu có chuyện gì không tiện nói, tôi khuyên cậu vẫn nên đừng nói thì hơn. Tránh sau này tôi không thể đứng về phía của cậu, mọi người đều không có thể diện. Không biết có phải cách biểu đạt của cháu khiến cho chú Trần hiểu lầm rồi không? Thật sự cháu không có ý gì khác. Hay là không khác, cháu đưa Tuyết Tình cùng đến thăm chú sau. Cháu đi trước đây. Được rồi, em ăn no rồi, đi thay đồ đi. Mấy ngày nay cậu phải nghe theo lời bác sĩ, nghỉ ngơi cho tốt. Có điều sau khi kết thúc kỳ nghỉ, thời gian hẹn ước giữa cậu và ba cũng đến rồi. Không thể tiếp tục tìm Thanh Linh nữa phải không? Anh muốn nói gì? Không có gì, chỉ là tôi quan tâm cậu một chút. Nếu như tôi trở về tập đoàn làm việc, anh sẽ phải trả lại quyền hạn trong tay của mình. Tôi tiếp tục tìm Thanh Linh không quay lại tập đoàn, anh sẽ có cơ hội mở rộng thế lực. Đinh Hải, anh có từng nghĩ, nếu như tôi thật sự tìm được Thanh Linh về, vậy thì chuyện anh bắt cóc Thanh Linh, tống tiền tôi, sẽ có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Chuyện này tôi đã giải thích với cậu rồi, hà tất cậu phải tự làm khổ mình thế chứ? Tôi sẽ hỏi rõ với Thanh Linh. Được rồi, nếu như cậu có thể tìm được cô ấy, tôi ăn xong rồi. Đoàn Tiên Lãng nói đúng. Một khi cậu ta trở về tập đoàn làm việc, vị trí của mình ở tập đoàn sẽ không giữ được nữa. Nhất định phải mau chóng xử lý xong Trần Xuân Hoa. Ông xã, sao vậy? Xin lỗi Tuyết Tinh, anh không thể đưa em đi làm rồi. Anh phải đến công trường một chuyến. Sao anh không nói sớm? Xin lỗi, nhiều việc quá nên nhất thời quên mất. Em cũng đừng tự lái xe. Anh bảo chú Tưởng chuẩn bị xe đưa em đi. Chú Trần, Đinh Hải, nếu cậu vẫn đến để lôi kéo tình cảm thì tôi thật sự không có thời gian. Cháu cũng đang vội đi làm, thời gian không nhiều, chỉ là tiện đường đến tặng đồ cho chú Trần. Tặng đồ? Tôi không cần. Mang đồ của cậu, cứ tự nhiên đi. Để tình cháu đã vất vả tìm kiếm, chú hãy nhận lấy đi. Cho dù là cái gì, tôi cũng không cần. Cháu nghĩ chú sẽ thấy hứng thú. Chắc chú cũng biết lúc trước cháu làm phóng viên chứ. Đây là tài liệu mà cháu nhờ đồng nghiệp ở tòa soạn tìm giúp. Sao cậu lại biết? Mấy hôm trước không phải là cháu đã nói với chú rồi sao?
Vô tình trong lúc cháu nói chuyện với Tuyết Tinh mới biết được chú có cháu nội bị bệnh bại não. Đây là bệnh viện nổi tiếng nhất nước Mỹ về trị liệu bệnh bại não cho trẻ em. Tháng trước bọn họ vừa có một ca phẫu thuật thành công. Bây giờ đứa trẻ được điều trị đó đã có thể phân biệt được những từ ngữ đơn giản rồi. Chú Trần, chú đưa cháu nội đến đó điều trị đi. Cháu tin nhất định sẽ có kỳ tích. Cháu đi trước đây. Tuyết Tinh, chị không sao chứ? Không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi. Nhất định là áp lực quá lớn. Cậu muốn ra ngoài sao? Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức đi làm. Tuyết Tinh, em đến khách sạn hay là đến trung tâm thương mại chính thái đi? Tuy chị không tình nguyện nhường khách sạn cho em, nhưng công việc của khách sạn quả thực là quá nhiều. Gần đây chỉ có chút lực bất tòng tâm. Em về đến khách sạn đi. Chị về trung tâm thương mại, Đinh Hải còn có thể giúp chị. Được. Anh không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có rồi. Danh như vậy Đoàn Thiên Nhãn đã bắt đầu đề phòng mình rồi. Nếu như luật sư Trần không thể giúp mình trở thành chủ nhân thật sự của nhà này, vậy thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể. Hôm nay hình như anh đặc biệt yên tĩnh. Hình như hôm nay cậu đặc biệt quan tâm đến tôi. Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng chịu trở về. Tôi không ở đây, cậu có lười biếng không vậy? Sao có thể chứ? Tôi rất nghiêm túc nghe theo sự sắp xếp của giám đốc Đoàn. Nhưng mà tổng giám đốc, sao vậy? Mộng Lăng mà chúng ta nhờ vườn hoa nuôi trồng không thành công, vấn đề dừng sản xuất hương liệu vẫn không thể giải quyết. Bây giờ khách hàng cũ suốt ngày yêu cầu dùng chăn có mùi hương Mộng Lăng, chuyện này phải làm thế nào đây? Đã thử tìm những nguyên liệu khác tương tự chưa? Tìm thử rồi, nhưng mà không có mùi hương đặc biệt của Mộng Lăng. Hơn nữa, nếu như có thì chẳng phải những khách sạn khác cũng là sao chép của chúng ta rồi sao? Như vậy đi, để tôi lên trang web nước ngoài xem thử xem có loại hương liệu nào tương tự không. Cậu bảo bên phía vườn hoa tiếp tục thử nuôi trồng. Được, hiểu rồi. Thanh Linh Mục. Thanh Linh Mục là Thanh Linh. Thanh Linh ở đây. Ngô Hoa, đặt giúp tôi một vé máy bay tuần sau đi Pháp. Phải nhanh chóng. Thanh Linh, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.